Hỡi gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai xấu được dường như ta. Ngày xưa bà xấu vải lúa, bây giờ búp bê muôn phần xấu hơn. Hoang đường, làm gì có ai xấu hơn ta nữa chứ. Đây này, bà nhìn mà xem. Người đâu? Người đây, bà gọi gì tôi? Hai tên kia đâu? Hai tên kia đi ngủ rồi. Gọi chúng nó dậy, ta có việc. Vâng ạ. Ui, búp bê này xấu thế. Phanh hâm mộ này. Xấu thế. Xấu quá. Cu tao. Cũng là cu của tao. Cho xin kiểu ảnh với. Ui, xấu khổ thế đấy. Ui, xấu ui, xin kiểu ảnh xấu với. Ui, xấu thế. Với chụp ảnh nhờ. Đâu rồi? Vừa đây đâu rồi? Búp bê, nhanh lên để còn đi tiếp. Búp bê, hai thằng này, búp bê đâu rồi? Ai biết gì đâu? Không biết, không biết. Ôi trời ơi, chết tôi rồi. Làm nào bây giờ? Hỏi cái là mất. Đâu rồi? Búp bê. Có ai không? Cứu ta với. Cứu ta với, có ai không? Có ai không? Cứu ta với. Này, cởi trói đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Cởi trói nhanh. Nhanh không tao đá cho mày phát bây giờ. Thank you nha. Hẹn gặp lại. À đây, tặng cho nha. Bye bye. Gương thần, bây giờ ai là người xấu nhất? Hãy nói cho ta biết. Hỏi gì hỏi lắm. Vẫn là búp bê. Đây. Đang yên đang lành, tự dưng lại bắt cóc. Lại còn vào rừng gặp thú dữ. Thú dữ thì chả thấy đâu. Lại còn gặp Tinh Tinh, Pha Kê, người đóng hay sao ấy? Cái bọn vô dụng này. Để ta giải quyết. Hỏi gì mà hỏi lắm thế. Mệt mỏi, quá mệt mỏi. Thôi, đi chơi đây. Biên. Mình đứng ở đây, xem ai đi qua. Có khen mình xấu hay không? Chả có ai đi qua thế nhờ. Lại còn đứng chờ để ai khen à? Lần này thì biết tay ta. Đợi cả buổi trời mà không có ai đi qua. Có ta đây. Ta thấy cháu đứng đây lâu chắc cũng khát nước. Ta có quả táo độc. À, quả táo ngon. Cháu ăn vào đảm bảo sẽ xấu bâm, xấu bổ, xấu ma dê quỷ hờn. Ồ, thế á? Lại còn có chuyện như thế á? Ừ, thế đấy. Ăn đi, mau ăn đi. Ta xin nhá. Dũng chuối, táo của ta, trả cho ta. Dũng chuối. Dũng chuối, trả táo cho ta. Trả đây. Táo ngon. Dũng chuối, tỉnh lại đi. Dũng chuối, tỉnh dậy đi. Dũng chuối ơi là Dũng chuối. Ngày xưa, có một nàng công chúa vì bị dính lời nguyền mà nàng đã ngủ trong một khu rừng suốt 100 năm. Rồi một ngày hoàng tử đến và trao cho nàng nụ hôn. Và từ đó... À, làm gì có từ đó nữa. Hỏi, suốt ngày hỏi. Gương kia ngự ở trên tường, suốt ngày hỏi. Hỏi gì mà hỏi lắm, bực hết cả người. Wow. Đi, hóa ra trò táo độc là trò của chúng mày à. Đi, nhanh lên. Đi. Dũng chuối. Dũng chuối, tỉnh rồi à? Cái gì mà thối thế? Thối là đúng rồi, mồm thằng này đấy. Tỉnh rồi là tốt rồi. Búp bê đúng là vừa xấu vừa thâm. Ngài đúng là... Thôi đi. Còn tôi nữa. Đây là chiếc cúp dành cho người xấu nhất, bựa nhất,
Chiếc cúp này chỉ xứng đáng dành cho ngài. Uầy, ta xin, ta xin. Uầy, cúp đẹp, cúp đẹp. Cái gì cơ? Ta mới là người xấu nhất, bựa nhất. Của ta, của ta, của ta là... Trả đây. Của ta. Thế theo các bạn, ai là người xấu nhất, ai là người bựa nhất, hãy comment bên dưới để chúng mình biết nha.